time to shine. Xin chào tất cả mọi người. Ở trong clip này mình tiếp tục chơi tướng Quyền Vương. Và mình sẽ lên đồ theo hướng một cái hướng khác mình sẽ trình bày ở trong clip này. Đó là cách lên đồ tướng theo kiểu là phép tăng phép. Và mình chỉ lên món đồ là nói chung là gươm hiền chiết. Đó là một món đồ nói chung là cùng lửa tăng đi. Bởi vì món đồ này cộng đến 700 máu mà. Trong bản update mới thì nó cộng đến 1.000 máu. Ở bản này thì nó cộng 700 máu. Nói chung là một món đồ cũng khá là trâu. Sau đó mình sẽ lên những món đồ như áo choàng băng giá này, món đồ thủ này, lên đồ giáp gai A, huyết giáp và khiên thất truyền. Với cách lên đồ này thì mình có thể hồ báo và ra vào combat có thể an toàn hơn, không bị bốc hơi một cách nhanh chóng. Ok, đội hình hai bên thì khá là ok rồi. Team bạn thì không có xạ thủ. Thay vào đó là thêm một vị trí sát thủ Butterfly. Butterfly thì cầm bộc phá khả năng cao đi top rồi. Đều thông thạo hết cả rồi hai sát thủ team bạn. Ở vị trí sát thủ là một vị trí được khá nhiều anh em ưa thích. Quyền Vương này là một con tướng mới và nó là một con sát thủ nhưng mà nó có chất tướng pháp sư. Vì vậy hoàn toàn có thể đi mid được. Chất tướng pháp sư là tướng có khả năng dùng kỹ năng từ xa để dồn sát thương được. Ok. Nói chung là sát thương phép của Quyền Vương thì nói chung là rất là bá đạo rồi. Khỏi phải bàn. Mình sĩ tử trận này nên đồ theo kiểu là tăng đi. Cái gươm hiền chiết thì nó chỉ có cộng 700 máu thì coi như là một món đồ tăng đi. Nói chung là trận này sẽ lên full tăng. Ok, thôi. Nói chung là tránh xa đám quái ra để Azenka ném chiêu 2 cũng khá là thấm đấy. Không hiểu bạn Oma nói gì luôn. Chặn ôn rồi. Đó, phải tránh ra. Bình tĩnh farm thôi. Họ là tướng tướng phép tay dài mà. Mình nói chung là cứ farm một thời gian đầu đi. Có level 4 thì nó là chuyện hoàn toàn khác rồi. Rồi. Team mình thì Pena sẽ đi đường solo. Còn Ginder thì đi hỗ trợ. Nói chung là xếp đội hình khá hay. Rồi, hay quá anh em, team mình khá tỉnh. Không bị ganh pha đấy. Tổ la cross team bạn. Bị làm choáng nó trụ à? Bó tay luôn. Rồi bình tĩnh, team bạn khá đông đấy, 3 người đấy. Rồi, bắn trúng con rồng. Rồng làm choáng giúp mình rồi, hay quá. Có mạng luôn. Ok. Một rồng một mạng, quá thơm. Thằng Booster phá game rồi. Phá game thì không biết. Vẫn thấy bạn Booster đánh kìa kìa. Có phá phiếc gì đâu. Không chôn không phá gì. Ăn hết rừng bên kia. Đây, chắc là bạn này ăn rừng thôi xong rồi. Hụt phá đấy, rất đáng tiếc. Nghĩa là bạn Butterfly team bạn ăn rừng của Lacrosse.
Ồ, chuẩn bị băng trụ nào, chuẩn bị băng trụ, băng trụ, băng trụ. Rồi, chia 1, xong chia 2. Ồ, chia cuối là nó chết rồi. Ok. Phá luôn trụ nào. Phá trụ đây. Ôi ôi, trụ bắn mình. Rồi, rất may. Còn 1.000 máu nữa. Nói chung là cũng vẫn còn rất là trâu. À, mình lên cái áo choàng băng giá đầu tiên. Sau đó mình lên giày Hermes. Sau đó lên món gươm hiền chiết. Giáp cái A huyết giáp và khiến thất truyền. Đây này em ơi. Em chạy đường nào. Rồi. Vẫn đứng ở cái trong chiêu một nó. Rồi ok. Mày quá bắn không không còn là không không mít phát nào. Rồi ăn 3 mạng rồi, rất xanh rồi. Rồi giết luôn. Quay về sau, in check về thôi. Mình đang dùng chiêu cuối mà bị thằng Skirt nó làm choáng và phá luôn chiêu. Này này, Skirt này. Chết thế này. Cứ đứng đấy mà bị mình cấu rỉa thôi. Dù lên đồ toàn giáp mới thôi, nhưng mà nó không khả năng cấu rỉa bằng chiêu 2 của Quyền Vương mà rất là mạnh. Đó. Đó. Không thấm như trước nhưng mà vẫn là khả năng làm chậm và sát thương phép vẫn rất là lớn. Rồi đã lên được cái món áo choàng băng giá. Rồi có áo choàng băng giá trong cái mùa hè nóng lực này thì sẽ rất là phê. Rồi Skirt này, trúng rồi. Tiếp tục trúng ma này. Tiếp tục này. Mỗi phát cấu được 700 máu, 700 đam phép. Thôi về thôi anh em ơi. Cấu gì ở vậy là đủ rồi. Ajanka này. Mày quá ném hụt. Về rồi anh em ơi. Chết bây giờ. Đây là hai thằng đây này. Chiêu cuối này. Rồi chết luôn là Skirt rồi. Ôi thôi thôi thôi. Leader chết rồi. Anh em team mình thì đang bùa vây là Cross. Rồi. Hay quá, giết Butterfly. Có này. Rồi lên bảng. Rồi tiếp tục. Ajanka. Rồi. Đúng lúc mình hòa đá đi. Đen thật. Một pha bộc phá KS mạng không thành công. Cảm ơn vì đã đánh tăng. Rồi team bạn đánh tăng là sai lầm. Về ơi, thôi về thôi anh em ơi. Cấu gì ở vậy đủ rồi. Nó đánh Quyền Vương thì thích nhất là cứ đứng xa cấu rỉa. Mà với cách lên đồ này mình vừa khả năng cấu rỉa cũng khá ổn định và chung khả năng áp sát thì cũng vẫn là rất tốt. Đó. Nếu mà mình lên đồ theo kiểu kia thì có chung là đứng ở cái chiêu cuối của Anjaka có khi đã bốc hơi rồi. Cái mày á, bước tầm lại. Kia mày định làm gì? Thì bạn đánh khá dơ dàng. À, đội hình mà có Paina hỗ trợ thì rất là sướng. Đẩy đường và nói chung là trụ lên rất là tốt. Không phải lo tình trạng là hết máu. Ok. Phút thứ 7 thôi, có khi trận này 7 phút là end game rồi. Rồi. Mình dùng chiêu cuối pha đấy mà không hề trúng được bởi vì Lagerlot vẫn còn hiệu ứng của chiêu cuối. Rồi, có mạng rồi. Tôi té rồi, tôi xong rồi, xong rồi. Xong mình rồi, còn mấy trăm máu thôi. Xong mình rồi. Xong mình rồi. Rồi rồi, chết là đồng chí Van Hên rồi. Thợ săn mang cơ đầu. À, mình còn tầm 300 máu, 400 máu mà bỏ chạy thôi. Ăn đủ máu rồi, an toàn. Nagrod cầu lấy tìm bạn ngu người. Có clip không thế? MOBA có chứ. Đang quay mà.
Rồi rất xanh rồi. Mặc dù không đi farm nhưng mà nói chung là ăn mình rất nhiều mạng, ăn 7, ăn 6 mạng rồi. Hố trước 7. Em có thể thấy là sát thương phép vẫn rất là mạnh. Bởi vậy lên đồ kiểu này cũng khá là mạnh đấy, không phải là chôn đâu anh em ạ. Lên đồ kiểu này thì nói chung là việc dồn sát thương nó sẽ khác. Bởi vậy cách đánh cũng sẽ khác. Cách đánh thì dùng sẽ dùng phải dùng chiêu một nhiều hơn. Đâu rồi? Rồi. Oma gõ cái gì không biết. Oma này. Butterfly. Thôi từ từ bình tĩnh, anh em mình chỉ có 3 người thôi. Lao lên là chết đấy. Tấu gì rồi anh em ơi. Đừng không lên, lao lên. Lao lên là mình xong đời luôn. 3 người tìm bạn 5 người. Ok, giữ thôi. Đó, có bay nào không bao giờ phải sợ lên máu. Ôi, đồng chí định làm gì đấy. Không biết rồi, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Sai rồi. Là Gross. Không bảo vệ được Paina rồi. Mình đi trôi rồi. Không bảo vệ được em Paina rồi. Thôi về thôi, về thôi, về thôi. Rồi xong đây, là Gross vẫn còn đây. Rồi chưa cuối. Chết đi. Rồi chạy rồi, té rồi. Rồi đen thế nhở. Vậy mới bị làm choáng. Thôi xong. Ngu người rồi. Bạn Nagoroth, Nagoroth thì mình chôn đấy, cười. Chôn anh em luôn, cười, ông cười thỏa mãn, sợ thật. Đẩy đi anh em, đẩy cửa khác thôi. Cửa mid nói chung là cứ đánh như này chắc nữa, đánh tầm 5 phút nữa là có khi là thua ngược đấy. Lượng vàng bây giờ nó đã cân bằng rồi. Mới 9-13 rồi, cũng không hơn team bạn bao nhiêu đâu. Nói chung là trận này đánh biểu diễn khá nhiều. Không lo đẩy đường, cứ đứng đánh nhau cùng team bạn để lên mid. Rồi đây đây, Oma. Đây rồi, Oma đây rồi. Rồi, không được rồi. Còn gì nữa không? Insect về này. Ngồi choáng liên tục. Sợ bác Oma thật. Rồi lên bảng. Rồi bây giờ đẩy đường là thắng thôi anh em ạ. Đánh nghiêm túc anh em, mình nghiêm túc là nói chung là mọi chuyện nó sẽ khác. Rồi không thấm vào đâu. Lượng máu thì rất là trâu. Nè, Booster này, em Booster này. Nagoroth có cái kiếm Muramasa. Ok, video clip của mình đến đây là hết rồi. Một trận đánh Quyền Vương theo lối lên đồ tăng phép. Chỉ một món đồ phép nó gây mình chết thôi. Ok, video của mình đến đây rồi. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.